Tin Vatican, 8 biện pháp Đức Giáo Hoàng đưa ra để giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục trong giáo hội. Trong diễn văn bế mạc Hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên được tổ chức tại Vatican từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 2 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra 8 biện pháp để giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục, cũng như để bảo vệ các trẻ vị thành niên trong tương lai. Tám biện pháp này được hình thành dựa trên những kết quả làm việc căng thẳng của hội nghị cũng như các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Thứ nhất là phải thay đổi não trạng mang tính tự vệ và phản ứng nhằm bảo vệ cộng đoàn của mình sang não trạng theo đuổi, hết lòng và dứt khoát vì thiện ích của cộng đồng bằng cách dành ưu tiên cho các nạn nhân bị lạm dụng theo mọi nghĩa. Thứ hai là phải nghiêm chỉnh tuyệt đối nguyên tắc của giáo hội là không bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào để làm tất cả những gì cần thiết nhằm đưa ra công lý bất cứ ai đã phạm những tội ác như vậy. Giáo hội sẽ không bao giờ tìm cách che giấu hoặc coi nhẹ bất kỳ trường hợp nào. Diễn từ với giáo triều Roma ngày 21 tháng 12 năm 2018. Thứ ba là phải thanh tẩy chân thực bằng việc quyết tâm theo đuổi một cách quyết liệt con đường thanh tẩy. Phải tự cáo buộc chính mình để không rơi vào cạm bẫy đổ lỗi cho người khác. Thứ tư là phải quan tâm hơn về việc đào tạo linh mục. Các tiêu chuẩn lựa chọn và đào tạo các ứng sinh chức tư tế không đơn thuần là tiêu cực, liên đến việc loại trừ các tính cách có vấn đề, mà còn phải là tích cực, nhằm cung cấp một quá trình đào tạo cân bằng cho các ứng sinh phù hợp, thúc đẩy sự thánh thiện và đức khiết tịnh. Thứ năm là phải tăng cường và tái duyệt các hướng dẫn của các hội đồng giám mục. Thứ sáu là phải đồng hành với những người đã bị lạm dụng thứ bảy là phải ý thức về sự nguy hiểm của thế giới kỹ thuật số và khuyến khích các quốc gia và chính quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết để hạn chế những trang web đe dọa đến nhân phẩm phẩm giá của phụ nữ và đặc biệt là trẻ em thứ tám là phải luôn nhìn nhận hình ảnh của thiên chúa trong mỗi con người bắt đầu từ những người vô tội nhất trái tim hành vi và cách nhìn người khác của các môn đệ chúa cần kín múc từ sự tôn trọng triệt để hình ảnh thiên chúa nơi người khác cuối diễn văn bế mạc đức thánh cha gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những linh mục và những người tận hiến những người phục vụ chúa cách trung thành và trọn vẹn và những người cảm thấy thanh danh bị tổn thương và bị mất uy tín bởi những hành vi đáng xấu hổ của một số người trong hàng ngũ mình